Mến chào các bạn, một sáng tác của anh Bằng, ca khúc được mang tên Chuyện người con gái ao sen. Bốn mùa mời cả nhà mình cùng thưởng thức nhé. Có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông, gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang, có bên sông ngập nắng, có cây đa rậm che mát. Một ngày kia làn tôi đang sống đời yên vui, chắc tràn qua sóng khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội, gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi, ôi nhớ người mình thương. Nào ngờ khi qua sông, áo vắng sen tàn úa, mới hay tình người yêu đã theo chồng. Tình đầu như là không, tôi đứng buồn mênh mông, nhìn chiều xuân vây kín cả dòng sông. Hãy subscribe.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy yêu thích ca khúc này, hãy nhớ tặng cho Bốn Mùa một cái like nhé. Và hãy đăng ký kênh của Bốn Mùa để tạo động lực cho Bốn Mùa hát thêm được nhiều ca khúc nữa để cả nhà mình cùng hưởng thức nhé. Một lần nữa, Bốn Mùa cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bye bye.